À, xin chào tất cả các anh chị à, Như những uh, chia sẻ và như những uh, nhắn gửi của một vài anh chị uh, Về vấn đề là nghiên cứu về một doanh nghiệp nào tốt của ngành ngân hàng Và trong những cái sự chia sẻ liên quan đến kết quả nhanh của quý 2 năm 2019 Thì hôm nay em sẽ xin trao đổi với anh chị về một trong những doanh nghiệp tốt đó Và hy vọng rằng là qua những trao đổi và chia sẻ này Tất nhiên ngành ngân hàng nó, nó, nó là một cái ngành rất là phức tạp Và nó có nhiều rất là nhiều thứ để mà chúng ta đề cập trong đó và hy vọng rằng là những cái chia sẻ hôm nay của em cho dù nó có sự thiếu sót nào đó cũng mong tất cả các anh chị bỏ qua vì những sự hiểu biết còn hạn hẹp của em đối với ngành ngân hàng nói nói chung và cổ phiếu ngân hàng quân đội này riêng chào mừng tất cả các anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng quang dũng nơi em hy vọng rằng là những chia sẻ mỗi ngày mỗi tối của em hy vọng có thể giúp được nhiều người giúp được các anh chị có những cái sự đầu tư nó đúng đắn à, mình đem những cái dòng vốn của mình vào những doanh nghiệp nó thực sự đúng và tạo ra giá trị xin lời cho xã hội cũng như tạo ra sự gia tăng tài sản cho chính mình. Thấy gì từ kết quả nhanh nhân quý 2 của ngân hàng quân đội? Đây chính là cái tiêu đề của em. Và hy vọng rằng là qua những chia sẻ nhỏ nho này có thể giúp ích cho các anh chị đã đang đầu tư vào ngân hàng quân đội hoặc có anh chị nào có ý định đầu tư vào một trong những doanh nghiệp ngân hàng tốt nhất, đầu ngành nhất à, trên thị trường chứng khoán hiện tại. À, đầu tiên thì em sẽ trao đổi với anh chị về doanh thu và lợi nhuận cũng như các chi phí phải trả của ngành ngân hàng nó đến từ đâu À, đầu tiên nó đến từ thu nhập lãi thuần à, Tức là anh chị sẽ huy động vốn và anh chị cho vay Mình huy động vốn với một mức của huy động khoảng từ 5 đến 7% Mình cho vay với một mức từ 9.5 đến 11.5% Thì những cái chân lệch đó người ta gọi là thu nhập lãi thuần Thu nhập từ dịch vụ tức là các khoản dịch vụ Dịch vụ thẻ, dịch vụ ứng trước, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ liên ngân hàng, dịch vụ ATM vân 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 Kinh doanh chứng khoán và các khoản thu nhập khác đó chính là cái hình thành cơ bản nhất của các doanh nghiệp ngành ngân hàng nói chung và cái chi phí thường thường là mình đầu tư là mình sẽ dựa vào cái lợi nhuận sau thuế của một cái doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế sẽ sẽ dựa vào cái doanh thu và trừ đi cái chi phí vậy thì các doanh nghiệp ngân hàng sẽ chịu những chi phí gì à, doanh thu và lợi nhuận của của ngân hàng rất là lớn cho nên chi phí của các doanh nghiệp ngân hàng không phải nhỏ chi phí nó đến từ chi phí hoạt động nếu để nói về các chi phí hoạt động như này thì à, mọi thứ nó đều rất là bình thường chi phí về tài sản về quản lý về chi phí cho cán bộ công nhân viên vân vân nhưng có một cái khoản mà làm cho các cổ phiếu ngân hàng biến động rất thất thường trong khoảng 10 năm trở lại đây Và nó là những cái chuyện cố hữu và có lẽ rằng là Chúng ta cũng chưa thể nào chúng ta hiểu hết được Cái chi phí trích lập dự phòng Lý do tại sao mà từ 2016 đến 2018 Ngành ngân hàng là ngành trọng điểm là ngành mang lại nhiều giá trị lợi nhuận Cho nhà đầu tư Nhưng từ 2018 cho đến 2019 Ngành ngân hàng là cái nỗi ám ảnh và nỗi sợ hãi Của những ai đã đầu tư trên thị trường chứng khoán Mọi rủi ro, mọi thua lỗ hầu như đều xuất phát từ ngành ngân hàng nó đến từ cái sự trích lập dự phòng trích lập dự phòng này nó thể hiện cho một hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp nó không ổn định nó thể hiện cho một sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan về về kinh doanh tiền dẫn đến là các khoản lợi nhuận của doanh nghiệp đi, bị bị bào mòn bởi các khoản trích lập đó cũng chính là những cái nguyên nhân khiến cho ngành ngân hàng trong những năm trở lại đây luôn luôn có nhiều cái biến động về lợi nhuận về doanh thu Và hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị rõ hơn về thấy gì từ kết quả nhân của quý 2 của MBB đầu tiên phải khẳng định luôn đó là đây là một trong những cái ngành nghề nó có nhiều cái nghiệp vụ phức tạp và đã là kinh doanh đến tiền thì nó lại càng phức tạp có một cái lưu ý nữa đó là những cái tổ chức tài chính đó, khi mà kinh doanh tiền đó, họ phải trích lập dự phòng tại vì kinh doanh tiền thì nó sẽ có nhiều khoản nợ xấu và trích lập dẫn đến đó là những khoản trích lập nó sẽ ăn bào mòn vào cái bào mòn vào cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đầu tiên chúng ta sẽ đến đó là cái kinh doanh về chứng khoán này cho vay khách hàng này chứng khoán đầu tư này đó rồi góp vốn đầu tư vào các khoản bất động sản này rồi tài sản khác này rất là nhiều vấn đề và chúng ta sẽ đi từ từ xem tôi coi có những cái vấn đề nào nổi trội hay không nhìn về cơ cấu đầu tiên về cái tài sản của ngân hàng của đội thì em nhận thấy rằng là không có nhiều cái điểm đáng lưu ý mọi thứ nó đều rất là bình thường nhưng mà sự thật thì như em trao đổi với anh chị có nhiều thiếu sót trong vấn đề mà cách nhìn nhận của em về ngành ngân hàng có thể là trình độ của em nó chưa đủ để phân tích kỹ cái ngành này Do đó thì đây chỉ là những cái ghi nhận của em một cách tổng quan thôi. Thì mình thấy là cho vay khách hàng tăng khoảng 17%. Đây là điều tốt. Chứng khoán đầu tư thì tăng khoảng 7%. Góp vốn đầu tư dài hạn thì tăng khoảng 10%. Tài sản cố định thì không đổi, các tài sản khác cũng không đổi. Nhìn chung về cơ cấu tổng tài sản của doanh nghiệp tăng khoảng 40 tỷ à 40 40.000 tỷ tăng khoảng 40.000 tỷ thì tổng tài sản này là nó tăng khoảng 10% hơn 10% và đại đa, đa số nó đến từ cái khoản cho vay khách hàng tăng nhìn chung là cái cơ cấu tài sản nó không có quá nhiều cái cái điểm cần đáng lưu ý nợ thì như thế nào à, tiền gửi ngân hàng tức là chúng ta đem đi tiền gửi kỳ hạn một tuần kỳ hạn một tháng kỳ hạn 6 tháng kỳ hạn 12 tháng hoặc là kỳ hạn 36 tháng vân vân đó chính là những cái khoản nợ của ngân hàng họ đang giữ tiền cho chúng ta và họ sẽ trả lại cho chúng ta thì trong cái báo cáo tài chính người ta gọi là các các loại nợ. Tiền gửi của các tổ chức tài chính tín dụng khác, họ cũng là các khoản nợ. Cái khoản này thì nó tăng khoảng hơn 12%. À tiền gửi của khách hàng thì tăng khoảng 20 tỷ, 20 tỷ là tăng khoảng 7%. Cho vay thì tăng khoảng 10 gần 15% mà tiền gửi của khách hàng thì cho ta cho vay 7%. Tức là, là nhìn về hoạt động về về mọi thứ thì nó đều đang diễn ra một cách rất là ưng ý. Tổng nợ phải trả thì tăng khoảng 40 tỷ là tăng khoảng 12%. Nó đến từ các khoản tiền gửi của các tổ chức tài chính tín dụng khác và tiền gửi của khách hàng là chủ yếu. Và mình nhìn xem này, cái tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nó chỉ có khoảng 35.000 tỷ thôi, mà tổng nợ và cả vốn chủ sở hữu là 400.000 tỷ, tức là cái vốn chủ của doanh nghiệp nó chỉ chiếm khoảng chưa tới 10% trong cái cơ cấu tổng nợ và vốn chủ, tức là cái mô hình kinh doanh của những doanh nghiệp này á nó đụng chạm đến những vấn đề về tiền và cái số lượng tiền mà doanh nghiệp nó đang quản lý. Nó gấp đến hơn 10 lần so với lại cái vốn chủ thực sự của doanh nghiệp. Và khi mà chúng ta quản lý những cái đống tiền mà nó gấp 10 lần cái mô hình của mình á, cái quan trọng nhất trong cái mô hình này đó chính là cái sự quản lý về dòng tiền. Mình đem mình đem tiền gửi kỳ hạn mình đem cái khoản đó mình cho vay thì mình thu lại cái lợi cái lợi nhuận đó là chuyện rất là bình thường nhưng mà mọi chuyện nó không bình thường như vậy trong những cái mô hình kinh doanh đặc biệt là kinh kinh doanh, kinh doanh ngân hàng á thì rất là nhiều sân sau rất là nhiều các khoản nợ xấu rất là nhiều các khoản cho vay luồn ngoài luồn rồi cho vay không đủ tiêu chuẩn rồi cho vay dưới tiêu chuẩn nó làm cho những cái mô hình kinh doanh này nó bị tác động rất là mạnh và yếu tố quan trọng nhất trong cái ngành ngân hàng này chính là cái bộ máy quản lý bộ máy kiểm soát cái, cái dòng vốn đó. Vì mình mình nhìn mình hình hình dung rằng là, là cái doanh nghiệp của mình, cái mô hình của mình nó chỉ là một phần trong 10 phần cái mà chúng ta đang cái cái cái, cái guồng quay của cái ngành ngân hàng đó, nó nó đang quay á. Thì cái vốn chủ nó chỉ chiếm bằng 1/10 phần mười so với lại những cái thứ mà chúng ta đang cần quản lý thôi. Do đó rằng là, là nghiệp vụ quản lý là nghiệp vụ quan trọng nhất trong ngành ngân hàng, ngành tài chính và ngành ngân hàng. Đến từ đến cái à, hoạt động kinh doanh chính, đây là cái mà đại đa, đa số nhà cổ đông sẽ rất là quan tâm đến cái vấn đề này và MBB là một trong những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý 2 năm 2019 và 6 tháng năm 2019 thuộc dạng tốt nhất trong các ngân hàng hệ thống ngân hàng tại Việt Nam trên thị trường chứng khoán. Đầu tiên sẽ đến từ cái thu nhập lãi và các khoản lãi. Tức là những cái khoản chênh lệch đó như em trao đổi với anh chị nó đến từ mình huy động vốn và mình cho vay, mình ăn một cái mức chênh lệch thì nó ra được các khoản lãi này là khoảng 7.700 tỷ là tăng khoảng 1.700 tỷ, 1.700 tỷ này là tăng khoảng hơn 30%. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời Mình xem thử coi Thu nhập lãi thuần Là từ 4 gần 4.400 tỷ Là tức là tăng khoảng 900 tỷ 900 tỷ là tăng khoảng 34% So với cùng kỳ Thu nhập từ hoạt động dịch vụ là tăng khoảng 300 tỷ 300 tỷ này là cũng tăng khoảng đâu đó 25% Thu nhập dịch vụ Lãi thuần từ dịch vụ là tăng khoảng 400 tỷ Và 400 tỷ này là tăng khoảng hơn 45% So với cùng kỳ Nhìn chung mọi thứ nó đều tăng 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 trưởng cả Cuối cùng là tổng thu nhập hoạt động của doanh nghiệp là khoảng 6 gần 6.200 tỷ là tăng khoảng 1.400 tỷ so với cùng kỳ là tăng khoảng hơn 30%. Chi phí cũng tăng tương ứng, chi phí tăng khoảng 400 tỷ cũng tăng khoảng hơn 25% so với cùng kỳ. Nhưng có một cái điểm mà rất lưu ý, anh chị hết sức lưu ý khi mà anh chị đầu tư vào ngành ngân hàng. Lợi nhận thuần từ hoạt động kinh doanh trước trích lập dự phòng nha. Mọi thứ về trước trích lập dự phòng nó đều rất là đẹp. 3.800 so với 2.800 tức là tăng hơn 1.000 tỷ hơn 1 000 tỷ là tăng hơn 30% Nhưng mà chi phí trích lập dự phòng thì tăng khoảng 400 tỷ 400 tỷ là tăng khoảng gần 40% so với cùng kỳ Tại sao chi phí trích lập dự phòng nó phải cao hơn vì nợ xấu nó cao hơn đó chính là cái điểm cố hữu của các doanh nghiệp ngân hàng Và như em trao đổi với anh chị Khi mà một cái cơ quan quản lý Mà nó quản lý một cái lượng tài sản gấp 10 lần so với vốn chủ á Thì những cái yếu tố về Quản lý yếu kém nó sẽ làm cho cái chi phí trích lập dự phòng này nó càng ngày càng cao. Và chi phí trích lập dự phòng này anh anh chị à, anh chị để ý này, chi phí này nó sẽ ăn ngay trực tiếp vào cái lợi nhuận. Tại vì cái lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp là bằng cái lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước trích lập dự phòng và trừ đi cái khoản trích lập dự phòng. Như vậy là cái mà chúng ta nhận được là cái lợi nhuận trước thuế, cái lợi nhuận sau thuế này, đó. Cái này là cái cái này mới là cái chúng ta nhận được này. Và nhìn từ trên xuống dưới đi thu nhập lại thuần thu nhập từ, từ, hoạt động dịch vụ uh, thu nhập từ các khoản doanh thu khác đều rất đẹp uh, lợi nhuận từ trước chất lập dự phòng đều rất đẹp nhưng chi phí chất lập dự phòng gia tăng quá nhiều như vậy làm cho cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nó bị giảm bớt và cuối cùng nhìn chung lại rằng là lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp quý này là khoảng gần 2.000 tỷ 2.000 tỷ là tăng khoảng 33% so với cùng kỳ đáng lẽ ra nếu như khoản chi, chi phí chất lập dự phòng họ quản lý tốt hơn á thì cái lợi nhuận này nó còn tốt hơn nữa và qua đến một cái nhận xét của em thực sự thì để mà nói là để đánh giá MBB với một vài doanh nghiệp trên sàn chứng khoán thì rất khó đánh giá tại vì mỗi ngành nghề nó có những cái mô hình kinh doanh khác nhau mình không thể đem ngành kinh doanh ngân hàng kinh doanh tiền ra mình so sánh với ngành xây dựng được mình không thể đem so sánh với ngành bán lẻ được mà mình phải so sánh với chính những cái hệ thống của ngân hàng đó mình mới ra được vấn đề. Và điểm cộng của ngân hàng quân đội, một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ biên lợi nhuận cao nhất của ngành ngân hàng. Nó chiếm khoảng là từ 4,5%, nó thua cả VPBank, VPBank nổi tiếng từ xưa đến giờ là cho vay tiêu dùng. Và cho vay tiêu dùng thì biên lợi nhuận cao nhất nhưng mà cái rủi ro về nợ xấu lại lớn nhất. Cho nên nếu mà để nói về cái mô hình hoạt động kinh doanh bình thường á, cho vay bình thường thì ngân hàng quân đội là một trong những ngân hàng có tỷ lệ biên lợi nhuận cao nhất à, trong ngành ngân hàng. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong ngành và tỷ lệ trích lập bao nợ xấu cao nhất trong ngành. Anh chị sẽ thấy này, ACB là doanh nghiệp có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất, chứng tỏ rằng là bộ máy quản lý của ACB tốt nhất. Mình phải khẳng định điều đó. Vietcombank là doanh nghiệp có tỷ lệ nợ xấu thấp thứ hai và là doanh nghiệp có tỷ lệ trích lập bao nợ xấu lớn nhất. Tức là các khoản nợ xấu hoàn toàn có thể mình đã trích lập và mình sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái yếu tố về trích lập dự phòng gây nên những cái sụt giảm về lợi nhuận xấu thuế đối với Vietcombank nữa và đó chính là lý do tại sao mà Vietcombank là một trong những doanh nghiệp có mức tăng giá cổ phiếu cao nhất trong ngành ngân hàng 6 tháng đầu năm 2019 vậy thì ông MBB nằm ở đâu ông MBB nằm sau ngay ACB và nằm ngay sau ngay Vietcombank đây là một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ nợ xấu thuộc dạng thấp nhất trong 3 doanh nghiệp đầu ngành là doanh nghiệp có tỷ lệ bao trích lập nợ xấu cũng thuộc dạng cao nhất trong ba doanh nghiệp đầu ngành thì nhìn chung là, là không đẹp bằng như ACB Cũng không quá tốt như Vietcombank Nhưng để so sánh với phần còn lại thì MB hoàn toàn Có những cái đặc điểm, có những lý do để nhà đầu tư tin tưởng và nắm giữ cũng như là đầu tư Là một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ nợ xấu thấp Tỷ lệ trích lập bao nợ xấu cao và là những trong một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ lợi nhuận sau thuế chia vốn vốn chủ sở hữu thuộc dạng cao nhất trong ngành cũng như là định giá rất hấp dẫn. Mình không định giá ngân hàng bằng uh, earning per share, không định giá bằng chiếc khẩu dòng tiền. Mình định giá doanh nghiệp bằng uh, giá trị của doanh nghiệp trên cái giá trị sổ sách của doanh nghiệp, trên cái tổng tài sản của doanh nghiệp. Và nếu như Vietcombank hiện tại BB của của Vietcombank là khoảng gần 5 thì ACB và MBB vẫn đang nằm trong một vùng rất hấp dẫn. Và nếu có đầu tư vào ngành ngân hàng, em nói nếu có đầu tư vào ngành ngân hàng, có lẽ rằng là đây là ba doanh nghiệp anh chị nên lưu ý, ACB, Vietcombank, MBB. Vậy thì có những cái rủi ro gì? Rủi ro cấu hữu của ngành ngân hàng Tổng tài sản của nguồn vốn của doanh nghiệp chỉ bằng 1 phần 10 cái lượng mà doanh nghiệp đang quản lý Thì cái rủi ro chính là cái rủi ro về quản lý Nếu như mình để ý đi Mình để ý rằng là doanh nghiệp bây giờ nợ của doanh nghiệp á Nó rơi vào khoảng gần 220.000 tỷ 220.000 tỷ Thì những cái khoản rủi ro về trích lập dự phòng á Chỉ cần 1 phần, 1 phần 100 những cái khoản cho vay này mà nó nằm trong những cái phải trích lập dự phòng á mà đặc biệt trích lập dự phòng theo một năm á à, một trích lập dự phòng 100% phần trăm á thì nó sẽ ăn hết vào cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong một quý trong một năm do đó cái rủi ro chính xác đó là rủi ro về phải trích lập dự phòng như thế nào và yếu tố rủi ro về trích lập dự phòng nó lại phụ thuộc rất nhiều vào cái sự quản lý của vấn đề cho vay và sự quản lý về vấn đề nợ xấu MBB là một trong ba doanh nghiệp có tỷ lệ trích lập dự phòng cao nhất có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất thì hy vọng rằng là doanh nghiệp vẫn sẽ giữ được đà phong độ đó để mà những cái rủi ro về trích lập dự phòng sẽ không ăn hết vào cái lợi nhuận của cổ đông. Và rủi ro nợ xấu này thì nó sẽ có 5 nhóm nợ. Và đặc biệt là khi thông tư 36 thay đổi á thì hệ số rủi ro cho các khoản nợ mà cá nhân trên 3 tỷ thì thường thường đánh vào nợ trên 3 tỷ thì đại đa số là là đi mua bất động sản thì nó sẽ tăng từ 50% lên 150%. Trích lập dự phòng mà tăng 150% thì nếu như mà có nợ xấu xảy ra thì cái rủi ro lớn chính là cái trích lập dự phòng sẽ ăn hết vào lợi nhuận Đây chính là cái những cái lý do và anh chị sẽ thấy rằng là khoảng hơn một năm trở lại đây Thì cái thanh khoản của ngành bất động sản và ngành xây dựng nó đang trứng lại Trứng lại thì có thể rằng là nó cũng là một cái dấu hiệu để cho anh thấy rằng là cái dòng vốn tín dụng vào bất động sản của từ ngân hàng chuyển vào Nó đang có những chiều hướng thắt chặt lại khi mà dòng vốn tín dụng này nó vào bất động sản có những trường thắt chặt lại thì cái lợi nhuận của các ngân hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng tất nhiên rằng là, là ngân hàng thì không thể nào mà chỉ cho vay chỉ cho vay bất động sản được họ cho vay tiêu dùng họ cho vay uh, tín dụng họ cho vay khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức khách hàng doanh nghiệp vân vân nhưng để mà đong cân đo đong đếm giữa cái lượng vốn của ngân hàng bơm vào bất động sản là nó rất rất nhiều nó nhiều hơn so với những con số thực tế trên báo cáo tài chính hiện hữu do đó thì là đó cũng là lý do tại sao mà 6 tháng trở lại đây thì ngành ngân hàng là một trong những ngành có tỷ lệ tăng trưởng giá cổ phiếu thấp nhất trên thị trường chứng khoán vậy thì có nên đầu tư vào ngân hàng hay không câu hỏi đặt ra cuối cùng là khi mà phân tích như vậy thì có nên đầu tư vào ngân hàng hay không phải khẳng định luôn một doanh nghiệp mà lợi nhuận sau thuế của quý 2 năm 2019 tăng trưởng hơn 30 trăm để kiếm trên sàn chứng khoán có những doanh nghiệp nào đầu ngành nằm trong rổ VN30 làm là một trong những doanh nghiệp mà đầu ngành trên thị trường chứng khoán và có sự tăng trưởng ổn định như MBB á chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng lý do tại sao mà từ đầu năm đến giờ nhà đầu tư chỉ có thể mang lại giá trị lợi nhuận khoảng 5 đến 10 khi đầu tư vào ngành ngân hàng thì lý do thứ nhất nó đến từ sự nó đến từ cái một cái cơ cấu về tăng vốn quá nhiều trong khoảng 2 năm trước đó doanh nghiệp nào cũng tăng 20 cổ phiếu 30 cổ phiếu 50 cổ phiếu 100 cổ phiếu khối lượng cổ phiếu của MBB hiện tại là hơn 2 tỷ cổ phiếu. Trong khi thanh khoản của thị trường chứng khoán nó chỉ dao động khoảng 2.500 tỷ đến 3.000 tỷ. Đỉnh điểm của năm 2018 là khoảng 5.000 tỷ đến 7.000 tỷ. Tức là thanh khoản trên thị trường chứng khoán nó sụt giảm mất 50%. Sụt giảm 50% mà cái những cái doanh nghiệp có khối lượng cổ phiếu 2 tỷ, 3 tỷ cổ phiếu như này á thì cần một cái lượng vốn bao nhiêu để giá cổ phiếu tăng. Đó chính là cái lượng hàng của MBB bên ngoài thị trường nó quá nhiều đi nó quá nhiều dẫn đến rằng là cái giá cổ phiếu nó rất khó để tăng được trừ khi phải có một cái cú hích nào đó nó đủ lớn của cả cái ngành ngân hàng làm cho cái mặt bằng ngân hàng nó càng ngày càng tăng chứ mỗi việc công tăng lên á thì những doanh nghiệp như MBB ACB là những doanh nghiệp tốt đi thì giá cổ phiếu nó cũng chỉ tăng được khoảng 10 đến 15%. Vậy để đánh giá ngân hàng đầu tư thì đầu tư vào những doanh nghiệp nào em phải khẳng định luôn, nếu anh chị có đầu tư vào ngân hàng ACB, Vietcombank, MBB đều là những ngân hàng các anh chị nên hướng đến và nên tập trung dòng vốn nhưng để nào đánh giá về cái sự tích cực trong từ đây đến cuối năm thì em đánh giá ngân hàng ở mức trung tính. Mình sẽ thấy này nếu mà dựa vào cái khối lượng này anh chị sẽ thấy 2018 là đỉnh điểm của ngân hàng. Và thời điểm đó thì MBB giao dịch là 10 triệu đến 15 triệu cổ phiếu một ngày là chuyện bình thường. Nhưng đến thời điểm hiện tại giao dịch khối lượng khớp lệnh của doanh nghiệp cao lắm chỉ khoảng từ 3 triệu đến 4 triệu cổ phiếu là nó giảm khoảng hơn 70%. Giảm như thế thì cái lượng kẹp hàng cổ phiếu ở ở vùng trên này này 25 này, 30 này, 35 này rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Vậy thì mình đầu tư ở thời điểm này là một doanh nghiệp tốt, tăng trưởng, có tỷ lệ trích lập dự phòng cao, có tỷ lệ ba trích lập nợ xấu cao. Như vậy thì làm cho cái dòng vốn của doanh nghiệp nó sẽ càng ngày nó càng ổn định và minh bạch. Là một trong những doanh nghiệp mà có tỷ lệ biên lợi nhuận cao nhất trong các hệ thống của ngành ngân hàng. Quản lý về rủi ro rủi ro nợ xấu nó cũng thuộc dạng thấp nhất trong ba ngân hàng hàng đầu. Nhưng để nói về sự hấp dẫn thì em chỉ đánh giá là khoảng từ 10 đến 15% lợi nhuận. Và nếu mà để đánh đổi sẽ có nhiều các ngành nghề khác trong nền kinh tế sẽ hấp dẫn hơn Qua đây là những chia sẻ của em ngắn về ngành ngân hàng nói chung và MBB nói riêng Hy vọng là những chia sẻ trong những cái kiến thức ngắn ngắn ngủi và ít ỏi của em Có thể mang đến cho anh chị những cái nhìn nó góc nhìn nó đa chiều hơn Về ngành ngân hàng nói chung và MBB nói riêng Để mở tài khoản tài chính khoán FPT nơi Dũng đang làm việc Để tham gia các khóa đào tạo của em tại Sài Gòn, tại Hà Nội Hoặc anh chị muốn học online nếu anh chị ở xa À, nếu anh chị không có quá nhiều thời gian, không muốn bận rộn trên thị trường chứng khoán, không muốn đau đầu nhưng mà có một cái dòng tiền đều, dòng tiền nhàn rỗi, có sự gia tăng, ổn định, hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0933 687 436. Em xin hết.